Chào cô chú anh chị và các bạn, rất vui được gặp lại cô chú anh chị và các bạn. Ngày hôm nay mình xin giới thiệu cô chú anh chị và các bạn đến với một ngôi chùa. Chùa này được gọi là chùa Sóc Quen cũ nha các bạn. Đây mình sẽ quay xa lực các bên ngoài cho cô chú anh chị và các bạn xem nha. Chùa Sóc Quen cũ của chúng ta. Thì ngôi chùa này hồi nãy mình cũng có vô mình tham quan rồi thì mình thấy rất là cũ nha các bạn. Thì hiện tại bây giờ ngôi chùa của chúng ta thì cũng đã sửa sang rồi lại hết rồi. Bây giờ cũng hồi nãy mình hỏi cái chú kia thì chú nói là tầm khoảng 1.5-2 năm nữa là sẽ hoàn thành ngôi chùa này, thì sẽ mới lại hoàn toàn. Bây giờ thì mình xin mời cô chú anh chị và các bạn cùng với mình đi vào chùa xem như thế nào nha. Xin mời. Đây, trước tiên là chúng ta sẽ nhìn thử cái chỗ này là cái chỗ ngôi nhà cũ của chùa dùng để dùng cơm nha cô chú anh chị và các bạn. Đây. Bây giờ thì cũng sửa sang đồ lại. Thì để ăn cơm chỗ mới nha các bạn. Chỗ khu vực này thì cũng hơi cũ cho lắm rồi. Đây, các cô chú anh chị và các bạn xem đây. Chúng ta sẽ đi quan lát là chúng ta sẽ đi chào khu vực chỗ mới nha các bạn. Thì mép bên đây thì cũng có một ngôi đền ngôi chùa xin lỗi nha các bạn thông cảm cho mình nha. Thì cũng đã cũ rồi, hiện tại cũng bây giờ cũng đã sửa sang là và đồ lại nè cô chú anh chị và các bạn. Ở trên mái thì chúng ta sẽ làm mới lại đây các bạn, cô chú anh chị và các bạn xem đây. Thì khu vực dưới đây thì chưa có xong thì cũng còn hơi cũ. Bây giờ mình xin mời các bạn đi cùng với mình đi lên trên xem như thế nào nha. Đây, chúng ta đã lên tới bên trong, mình có không biết kêu bằng cái gì, kêu bằng chùa đi, bên trong chùa lớn này các bạn. Hiện tại đang sửa sang lại, mình sẽ coi vòng ngoài một chút thử xem sao nha các bạn. Bên ngoài chúng ta bên đây thì có một cái mé sông. Đây, ghe cổ đang chạy đây. Bên kia thì nhà cửa của bà con cô bác của mình. Đây các bạn xem đây. Đây cũng có mấy cái tháp luôn các bạn. Trước mắt của chúng ta là ngôi chùa lớn này các bạn. Thì trong những cái lời nói của mình thì có cái nào mà sai sót đó, thiếu đó, hiểu biết đó, thì mong cô chú anh chị và các bạn thông cảm bỏ qua cho mình nha. Thì mình cũng không có gành hung, thì mong cô chú anh chị và các bạn thông cảm cho mình. Đây là ngôi chùa lớn, điện lớn của mình. Đây, nó có Phật đây. Bên đây là mình vào bên trong điện lớn này các bạn, là bên cũ đây các bạn. Đây bên trong. Thì bên trong cũng đang sửa sang rồi lại nha các bạn. Bên trong điện của chúng ta. Đây là quang cảnh sông bên trong điện, quang cảnh xung quanh. Đây là phía đằng sau đây các bạn. Mình không hiểu lý do tại sao nãy giờ mình đi ra bên ngoài mình quay là nó có cái cảm giác trên cái màn hình này như là cái sương mờ vậy các bạn.
mình cũng không biết tại sao. Đây là quang cảnh xung quanh bên ngoài đây các bạn.